mình là Anan và nay mình hướng dẫn cách sử dụng cao nhắn tóc tia sữa Anan ha. Các bạn thấy như đây là đây là hộp cao nhắn tóc tia sữa Anan. Trong mỗi hộp á thì chúng ta có ba miếng dán như thế này ha. Thì ba miếng dán á, khi mà chúng ta nhận được rồi chúng ta về nhà chúng ta cắt cái bịch bóng này ra giúp Anan ha. Và trong mỗi bịch bóng khi cắt ra sẽ có một miếng kalian như thế này. Thì khi đó thì các chị em lưu ý là chúng ta tháo cái bịch bóng này ra giúp Anan ha. Sau đó lấy cái mặt kalian này này dán vào vùng viêm tắc sưng và đau nhiều nhất. Thường trường hợp á, Anan theo dõi cho mọi người á, dán trung bình trong vòng 1 đến 3 giờ sẽ giảm đau và hạ sốt rất là nhiều. Lúc này cơ thể của các chị em cảm giác rất là khỏe rồi, không còn cái triệu chứng của tình trạng viêm tắc nữa, cơ thể trở nên rất là khỏe và cả không còn mệt mỏi và đờ đừ nữa. Tuy nhiên đối với cục cứng ấy, nếu mà trường hợp mới chớm chúng ta dán 1 đến 2 ngày là tan hoàn toàn và khỏi nhá. Còn trường hợp cục cứng của chị em nào cứng quá và sưng quá thì chúng ta bắt buộc phải giữ nguyên miếng dán này tới khi nào tan hoàn toàn thì chúng ta mới tháo ra. Thì Anan đã hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng cao nhắn Anan rồi, Anan sẽ làm như vậy đi.